Sáng nay 21 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đất đai sửa đổi. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là các quy định liên quan đến vấn đề bồi thường, đền bù tái định cư cho người dân. Dự thảo luật bổ sung nguyên tắc chung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thay vì các quy định riêng. Các nguyên tắc cho hoạt động bồi thường, hỗ trợ như nguyên tắc bồi thường về đất, bồi thường về tài sản và nguyên tắc hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo luật đất đai 2013. Theo đại biểu Nguyễn Quang Huân, Đoàn Bình Dương, cơ quan chủ trì soạn thảo cần cân nhắc kỹ về nguyên tắc đền bù tái định cư để đúng theo tinh thần của nghị quyết 18. Tờ trình nói là việc mà bỏ cái này ra ngoài là vì do còn nhiều ý kiến khác nhau. Thì theo tôi là cái giải thích như thế nó không thuyết phục. Bởi vì chúng ta chưa hiểu, chưa đúng với tinh thần nghị quyết 18. Trong nghị quyết 18 có nêu là cuộc sống của người dân mà được nhận đền bù tốt bằng hoặc tốt hơn trước, nó không có nghĩa đen là người ta sẽ phải có cái nhà to hơn hoặc là đường vào thanh thang hơn hoặc là lương cao hơn, mà cuộc sống là tốt hơn thì người ta có nhiều chỉ số đánh giá. Khi ta hiểu theo nghĩa đen, nghĩa cụ thể như thế thì chúng ta sẽ bị vướng vào cái công tác đền bù và có nhiều ý kiến trái chiều. Theo đại biểu Huân, chính vì hiểu không đúng nên khi thu hồi đất nông nghiệp, luật quy định việc đền bù bằng nhà ở như vậy là chỉ quan tâm đến nhà ở mà chưa quan tâm sinh kế của những người bị mất đất và có thể gây đến những hệ lụy cho xã hội. Còn theo một số đại biểu, dự thảo luật chưa có quy định khái niệm xác định thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất, khái niệm bồi thường chưa chuẩn xác, không có quy định bồi thường thiệt hại về tài sản khác khi nhà nước thu hồi đất. Dự thảo luật cần tiếp tục bổ sung việc bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất phải theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự để vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân và vừa đảm bảo sự thống nhất đồng bộ giữa luật đất đai và bộ luật dân sự 2015. Đối với tài sản trên đất là nhà ở, công trình xây dựng, rừng cây thuộc sở hữu của người dân, thì khi nhà nước thu hồi phải thực hiện cơ chế thỏa thuận dân sự về bồi thường thiệt hại chứ không thể theo phương thức áp đặt hành chính. Đại biểu Bình cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét bổ sung nguyên tắc tại Điều 86 dự thảo luật đất đai về trách nhiệm giải trình, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư. Tiếp tục thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi vào sáng ngày hôm nay, các vấn đề về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phương pháp xác định giá đất hay là hội đồng thẩm định giá đất đã được các đại biểu góp ý và với kỳ vọng là luật đất đai sau sửa đổi thì sẽ khắc phục được những hạn chế và bất cập trong quản lý đất đai thời gian qua. Về các quy định liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thời gian qua, ngành tài nguyên sớm ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý, nổi bật nhất là hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, bước đầu tạo được niềm tin trong nhân dân về ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật dần được hoàn thiện. Tuy nhiên, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn còn rất rườm rà, mất nhiều thời gian. Mặc dù đã có quy định hẳn hoi về quy trình tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, nhưng khi người dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thì thực tế làm thủ tục rất lâu, thông thường phải trên một năm kể từ lúc đăng ký tại xã phường, nên việc cấp nhà trước làm giấy sau diễn ra khá phổ biến. Vô hình chung họ vi phạm pháp luật về đất đai. Từ vấn đề nêu trên, tôi kiến nghị ban soạn thảo cần xem lại cách tiếp cận về quy trình, có giải pháp rút ngắn về thời gian trong tổ chức thực hiện. Đại biểu Thanh Lam cho rằng, khi chưa có quy hoạch ngắn hạn thì cơ quan nhà nước phải dựa vào quy hoạch dài hạn để giải quyết cho người dân. Khu vực đã quy hoạch là đất ở thì khi người dân có nhu cầu cần giải quyết ngay, không nên yêu cầu người dân đăng ký và chờ đợi thời gian dài. Đối với phương pháp định giá đất, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn Long An đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục đánh giá để quy định cho hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất, vì hiện nay trong 4 phương pháp theo quy định hiện hành có vướng mắc khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện. Ngay vấn đề xác định giá đất cũng đang còn tồn tại nhiều vấn đề. Công tác xác định giá đất trong thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn, đó là việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất. Theo quy định hiện hành, trường hợp giá gói thầu trên 100 triệu đồng thì phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đã mất rất nhiều thời gian để chọn đơn vị tư vấn giá. Đồng thời, có trường hợp khi đấu thầu có thời điểm không có đơn vị tư vấn giá đăng ký tham gia. Do đó, khi không có đơn vị tư vấn giá đăng ký tham gia thầu hoặc dự án có tính chất đặc thù, thì giao cho địa phương thành lập hội đồng khác và độc lập với hội đồng thẩm định giá đất cụ thể hoặc đơn vị tư vấn xác định giá đất trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường, nhằm để địa phương chủ động, kịp thời, quản lý và triển khai thực hiện các dự án ở địa phương.
Thưa quý vị, sau hơn một năm triển khai thu phí hạ tầng cảng biển, thành phố Hồ Chí Minh đã thu được khoảng 2.700 tỷ đồng làm nguồn bổ sung để đầu tư các dự án kết nối hạ tầng giao thông vào cảng biển trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến cuối tháng 5 năm nay, tổng số phí hạ tầng cảng biển đã thu được khoảng 2.700 tỷ đồng. Sau khi trích một phần cho đơn vị thu phí, toàn bộ nguồn thu trên được nộp vào ngân sách, từ đó bố trí riêng để làm các công trình hạ tầng kết nối cảng biển. Cụ thể, dự án nút giao thông Mỹ Thủy, tổng vốn 3.622 tỷ đồng đang được triển khai giai đoạn 2, hay dự án nút giao thông An Phú, tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng đang triển khai, cũng được bố trí vốn một phần từ nguồn thu phí hạ tầng cảng biển. Theo Sở Giao thông Vận tải, khi tình hình giao thông tốt lên, thời gian chở hàng rút ngắn, các đơn vị vận tải và doanh nghiệp xuất khẩu hưởng lợi nhiều hơn. Dự kiến đến năm 2025, nguồn thu phí hạ tầng cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt khoảng 16.000 tỷ đồng. Ngoài việc tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Phú Yên đang đẩy mạnh đợt tuyên truyền khẩu hiệu "Đã uống rượu bia, không lái xe" tại các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống. Bên cạnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, các đội thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã trực tiếp đến các nhà hàng, quán ăn, tuyên truyền khẩu hiệu "Đã uống rượu bia, không lái xe", đồng thời vận động các chủ cơ sở giúp lực lượng chức năng nhắc nhở khách hàng không lái xe sau khi sử dụng rượu bia và các chế tài xử phạt. Các người này mà uống nhiều á, người gửi xe lại, còn người đi giật taxi, còn các người thang quen quét thì mình chơi với dâm về nhà. Tôi rất ủng hộ cái chủ trương và chính sách của nhà nước như thế này, coi như là trong cái công việc này là rất là tốt, coi như cho những người coi như ăn uống mà giao thông ở trên đường thì chắc chắn sẽ có những cái mà chuyển biến tốt đẹp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã xử lý hơn 3.000 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền gần 10,5 tỷ đồng, đồng thời vận động hàng trăm nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành quy định không bán rượu bia cho người chưa đủ tuổi và hỗ trợ phương tiện đưa khách đã uống rượu bia về nhà. Qua cái xác suất mà chúng tôi dừng các cái phương tiện xử lý thì tôi thấy rằng là ý thức chấp hành của người dân đã nâng lên đáng kể, và cái trách nhiệm của các cái cơ sở kinh doanh cũng có nhiều cái chuyển biến, đặc biệt một số cái cơ sở kinh doanh thức uống có cồn ở trên địa bàn thành phố Tuy Hòa cũng như là ở thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa, người ta đã có một số cái biện pháp hỗ trợ cho khách hàng bằng xe điện hoặc là phương tiện taxi. Để góp phần ngăn chặn nguyên nhân gây tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia, rất cần sự đồng lòng, có trách nhiệm của mọi người và cộng đồng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang là kênh nắm giữ nguồn vốn rất lớn cho nền kinh tế. Sau thời gian dài đóng băng, thị trường đã có một số giao dịch trở lại, thế nhưng vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Và để có thể phát triển ổn định thị trường thì cần phải xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, lành mạnh, vực dậy niềm tin cho các nhà đầu tư. Khi Nghị định số 08 được ban hành, có 15 doanh nghiệp phát hành được khối lượng là 26,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường. Trong khi giai đoạn cuối năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, hầu như không có doanh nghiệp nào phát hành được trái phiếu ra thị trường. Thưa quý vị, với những nỗ lực của chính phủ và các cơ quan liên quan, đến nay thị trường trái phiếu cho thấy những dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường này vẫn ảm đạm. Áp lực về khối lượng trái phiếu đáo hạn, nhiều doanh nghiệp thông báo chậm thanh toán vẫn là những nỗi lo hiện hữu. Nghị định số 08 ngày 5 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ đã giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp dần phục hồi sau một thời gian dài đóng băng. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp đã đàm phán thành công với các nhà đầu tư trong xử lý vướng mắc về quá trình thanh khoản, dòng tiền khi trái phiếu đến hạn. Từ khi Nghị định 08 ban hành, thì các doanh nghiệp đã có rất nhiều doanh nghiệp đã phát hành được cái trái phiếu, đồng thời là có cái căn cứ pháp lý để mà thực hiện tái cơ cấu lại, gia hạn hoặc thanh toán trái phiếu bằng các cái tài sản khác trong vòng 2 năm kể từ cái ngày Nghị định 08 có hiệu lực. Tuy nhiên, tồn đọng trái phiếu doanh nghiệp vẫn là nỗi lo bởi nhiều doanh nghiệp đang chậm khả năng thanh toán gốc, lãi, trái phiếu
gây tiềm ẩn nhiều rủi ro về áp lực đáo hạn và trả nợ trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2023. Theo thống kê từ chứng khoán HSC, từ tháng 5 đến cuối năm nay, tổng cộng sẽ có 57,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong thời gian này có thể sẽ chậm thanh toán. Đỉnh điểm có thể sẽ rơi vào tháng 9 năm nay. Để giải quyết triệt để những vướng mắc của thị trường tài chính, cần thúc đẩy hoạt động của các nhà đầu tư tổ chức, giảm nhà đầu tư cá nhân không chuyên nghiệp và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ, tính tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp của một số doanh nghiệp phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ. Bộ trưởng Tài chính làm việc với các doanh nghiệp, sau đấy là Ủy ban Chứng khoán làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để mà xem xét cái tình hình thanh toán gốc lãi của doanh nghiệp và đôn đốc các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thanh toán cái trái phiếu đến cùng. Thì sau đó thì Bộ Tài chính tiếp tục có các cái văn bản đôn đốc các cái doanh nghiệp phải có trách nhiệm, và trường hợp mà có khó khăn thì phải cân đối các cái nguồn tiền để trả nợ cũng như là thực hiện đàm phán với chủ trái chủ để mà tái cơ cấu lại các cái khoản nợ của trái phiếu. Dù có nhiều giải pháp khác nhau nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về doanh nghiệp, nơi có nghĩa vụ phải hoàn trả những cam kết với các trái chủ. Các doanh nghiệp phải có trách nhiệm đến cùng đối với cái nghĩa vụ của mình. Theo quy định của pháp luật, nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trái chủ. Theo quy định của pháp luật. Và Bộ Tài chính trên tinh thần đó thì đã có rất nhiều giải pháp, đã có rất nhiều cái chỉ đạo để các doanh nghiệp phải có trách nhiệm đến cùng với cái nghĩa vụ của mình đã cam kết với các nhà đầu tư, các trái chủ. Nhưng đồng thời trái chủ thì cũng được bảo vệ quyền lợi nhưng phải theo quy định của pháp luật. Giải pháp tổng thể chủ yếu vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ và tài khóa. Nếu giữ được điều này sẽ là điểm tựa để thị trường khởi sắc tiếp tục phát triển. Nhưng với các cái giải pháp quyết liệt của chính phủ, chúng ta giữ được ổn định kinh tế vĩ mô. Các cân đối lớn của chúng ta ổn định đến. Đấy chính là cái điểm tựa quan trọng nhất để chúng ta thực thi các cái giải pháp có khác để chúng ta quay trở lại, đưa nền kinh tế trở lại cái chu kỳ phát triển và đi lên. Chúng ta mới có thể giải quyết được hết tất cả những cái khó khăn, trong đó khó khăn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Để đẩy mạnh thị trường trái phiếu, trong thời gian tới, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ dự kiến sẽ vận hành chính thức vào tháng 7. Việc triển khai xây dựng hệ thống này sẽ góp phần giúp cho thị trường minh bạch, thúc đẩy tính thanh khoản, tạo điều kiện cho thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát triển bền vững hơn. Đồng thời, nhà đầu tư có nhiều thông tin hơn, cũng cung cấp thêm kênh tham khảo mức giá trái phiếu, góp phần bảo vệ lợi ích cho nhà đầu tư tốt hơn. Sau hai cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, chiều nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách thứ 3 mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đến dự lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Những năm gần đây, trên các báo điện tử, trang mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều bài viết về thành công của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Điều rất dễ nhận thấy là bao giờ các bài viết ấy cũng gắn liền thành tựu mà đất nước đạt được với đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả các bài viết ấy có thể là các nhà nghiên cứu trong hoặc ngoài nước, là cán bộ đảng viên hay chỉ là những người dân bình thường ít khi cầm bút. Tất cả đều bộc bạch tấm lòng chân quý đối với Tổng Bí thư. Chúng tôi đã quyết định xin phép và công bố tiếp cuốn sách tập thứ 3 với cũng rất là nhiều bài với nội dung khá đầy đặn, và đặc biệt là gần đây khi mà Tổng Bí thư có cuốn sách về việc phòng chống tham nhũng thì mối quan tâm của công chúng lại càng tăng cao, và rất nhiều những cái bài viết được tổng hợp trong cái cuốn thứ 3 này đánh giá rất cao cái nỗ lực phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư dẫn dắt đã mang lại được những cái kết quả rất khả quan, đặc biệt là trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng 13 vừa qua. Gồm 181 bài viết, bài thơ, thư, điện,
được chất lọc từ hàng nghìn bài trên các trang báo, mạng xã hội. Cuốn sách được kết cấu thành 3 phần. Phần 1, vững tin vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Bí thư. Phần 2, tình cảm của nhân dân trong nước dành cho Tổng Bí thư. Phần 3, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Nể phục trước tư duy khoa học, tầm nhìn vượt thời đại và trí tuệ sắc bén của Tổng Bí thư, giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng còn đặc biệt tâm huyết vấn đề sự nghiệp chồng người mà Tổng Bí thư đưa ra, đó là phải nuôi dưỡng, xây dựng, phát triển con người cho chủ nghĩa xã hội trong suốt thời kỳ quá độ và xa hơn nữa. Trong thời quá độ này, vấn đề lớn nhất là vấn đề xây dựng con người, vấn đề nuôi dưỡng con người, vấn đề đấu tranh để bảo vệ những gì tốt đẹp của trong con người và chống những cái gì thoái hóa biến chất trong con người, trong hệ thống chính trị, trong đảng viên, trong quần chúng. Và tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là xuyên suốt cho đến khi chống cái tham nhũng và tiêu cực. Vì thế tôi cho rằng đây là một cái tổng kết thực tiễn sâu sắc và nó là một tầm nhìn mới, một bản lĩnh mới và một sức sáng tạo mới gắn liền với thực tiễn Việt Nam. Vì thế trong bài viết tôi đã viết mấy bài về Trọng, nhưng mà tôi viết tập trung vào cái ý tưởng này. Cuốn sách là một tài liệu quý, góp phần lan tỏa niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm tư duy chiến lược của Đảng và nhân dân, quyết liệt diệt trừ mọi thói hư tật xấu, những nhân văn, bao dung và bình dị, gần gũi giữa đời thường trong sự quý trọng của nhân dân và bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định vẫn còn xảy ra nhiều. Để chặn đứng tình trạng chạy quá tốc độ cho phép, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các trạm, đội trực thuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra tốc độ phương tiện trên các tuyến đường được phân cấp quản lý nhằm phát hiện và xử lý nghiêm loại vi phạm này. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là lỗi vi phạm về chạy quá tốc độ. Và theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong khoảng 1 giờ ghi hình cùng đội cảnh sát giao thông số 9, đã có khoảng gần 10 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ quy định trên tuyến đường quốc lộ 32. Đặc điểm tuyến quốc lộ 32 của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 9 quản lý thì là tuyến đường bộ, tuyến quốc lộ dài trải qua 5 huyện, 1 thị xã. Nên là về cái tầng lớp dân cư và các tổ chức giao thông nó có sự thay đổi liên tục. Vì vậy là cái quá trình mà chạy quá tốc độ dẫn đến gây ra tai nạn giao thông thì đơn vị cũng đã thường xuyên phải tổ chức và có những kế hoạch rất là cặn kẽ và tỉ mỉ để xử lý triệt để nhằm nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông khi tham gia giao thông. Đối tượng chủ yếu vi phạm về chạy quá tốc độ thường tập trung vào những lái xe còn trẻ tuổi và những lái xe chưa có ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Và khi bị phát hiện xử lý thì có rất nhiều lý do được người vi phạm đưa ra để biện minh cho hành vi của mình. Hôm nay do vội quá thì tôi chạy quá tốc độ quy định. Xe của tôi không có tốc độ nên không biết. Mà tôi biết là chạy quá tốc độ nguy hiểm nhưng mà thôi, lần sau thì tôi sẽ rút kinh nghiệm. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, duy trì thường xuyên liên tục, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín, huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, chú ý vào khung thời gian và các tuyến thường xảy ra các hành vi vi phạm để phòng ngừa tai nạn giao thông, góp phần làm cho người dân đi lại thuận lợi và an toàn.